một người đàn ông giao hàng gây tai nạn bỏ chạy. Nhưng không may anh ta đã gặp phải một cậu thiếu niên thiên tài tên Sung Yu. Cậu vừa nhìn đã ghi nhớ số điện thoại và biển số xe của đối phương. Người đi đường vội báo cảnh sát. Khi cảnh sát hỏi biển số xe của người gây ra tai nạn, Trung Búc Trung Du 214186123211234567. Đây là số điện thoại viết trên xe ạ. Khi hai đứa trẻ đang tranh luận làm thế nào để lắp khối Rubik về lại ban đầu, Sung Yu liền đi tới giúp chúng. Nhìn tốc độ của cậu thì dường như không cần suy nghĩ, chỉ qua vài lần xoay cậu đã thành công xoay được khối Rubik. Cậu thiếu niên này tên Sung Yu, IQ là 145, là một thiên tài toán học. Sở thích duy nhất của cậu là chụp ảnh. Cậu thích chụp tất cả mọi thứ có liên quan tới số học. Người phụ nữ này tên Yun Su, một giáo viên dạy toán tại trường trung học tư thục Ahad Song danh tiếng. Người đào tạo rất nhiều quán quân trong cuộc thi Olympic toán, mà những học sinh đạt giải đều dựa vào chất lượng dạy toán trong trường, chưa từng học qua bất kỳ lớp phụ đạo nào. Yun Su lập ra một nhóm giao lưu toán học, mỗi ngày đều đưa ra các câu hỏi toán học. Ngồi trên tàu điện cũng nghĩ ra câu hỏi vô cùng thú vị. Một cô bé 6 tuổi sống trên trái đất, ngồi tàu điện đi về hướng nam cách nhà 1000m, trông thấy một chú gấu. Sau đó chiếc xe đuổi theo con gấu đi 1000m về hướng đông, lại đi 1000m về hướng bắc, sau đó quay về nhà lần nữa. Vậy câu hỏi là, con gấu cô bé nhìn thấy có màu gì? Không ngờ Sung Yu cũng là một thành viên trong nhóm. Nhìn vấn đề đang được mọi người thảo luận trong nhóm chat, Sung Yu nhắm mắt bắt đầu hình dung. Cậu vẽ một vòng tròn lên cửa kính, nhìn vòng tròn một cách trầm tư. Bên này mọi người trong nhóm vẫn chưa có đáp án thì Sung Yu đã gửi đáp án tới. Màu trắng. Chính xác. Mọi người nhao nhao hỏi Sung Yu tại sao con gấu đó lại có màu trắng. Câu trả lời chỉ có người nghĩ ra đề này mới có thể giải thích được. Cứ như thế đi thêm 1000m, lại thêm 1000m, sau đó đi thêm 1000 nữa. Bởi vì là bắc cực cho nên gấu có màu trắng. Yun Su không biết là người trả lời câu hỏi vừa đi ngang qua đây. Liệu hai người sẽ có cuộc gặp mặt trên tàu điện hay không? Các bạn đã gặp lại người này trên tàu điện chưa? Người đàn ông bên cạnh liên tục dựa vào vai Yun Su khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Đây là lần gặp mặt đầu tiên giữa cô và Sung Yu. Hai người đều nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi con tàu rẽ qua một khúc cua, may có Sung Yu cô mới không bị ngã. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai người. Nhìn hai chiếc túi vải giống hệt nhau này, các bạn đoán tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Trông thấy con số 1729 trên mũ Sung Yu. Đây là một chữ số La Mã. Vừa nhìn Yun Su liền đoán Sung Yu thích số học. Sau khi tàu điện tới trạm, Yun Su mới phát hiện hành lý của mình còn ở chỗ ngồi cũ. Cô liền vội vã chạy về. Sung Yu thấy cô để quên túi vải. Cảm ơn. Yun Su về đến nhà mới phát hiện đã lấy nhầm túi. Quay lại khung cảnh trên tàu điện, cho rằng hai người đã nhầm túi của nhau. Để anh xem bên trong có gì nhé. Nhìn những bức ảnh trong máy, người đàn ông không khỏi thắc mắc. Sao bên trong toàn những bức ảnh kiểu này? Yun Su như đã tìm ra được điểm đặc biệt, là số mét sen, dạng lũy thừa 2 mũ N-1. Nhìn những bức ảnh khác nhau, Yun Su cảm thấy cậu thanh niên này là một người yêu thích toán học. Bên này Sung Yu cũng phát hiện sự nhầm lẫn. Cảm ơn. Hai người dựa vào thông tin đồ đạc trong túi thành công liên hệ được với đối phương. Lúc nào trả? Xin lỗi, do tôi sơ suất, làm phiền cậu rồi. Chiều mai được không? Lần này hai người họ lại lần nữa ngang qua nhau. Sao không trả lời? Xin lỗi, tôi vừa mới thấy. 5 phút nữa được không? Cậu đang ở đâu? À Hát Sơn, Yun Su không ngờ họ lại ở cùng một nơi. Thế là hai người hẹn nhau địa điểm gặp mặt. Bọn họ lại lần nữa vượt qua nhau. Một người lưu tên đối phương là 1729. Sung Yu lưu cô là người giữ túi. Sau bao lần lướt qua nhau, cuối cùng hai người đã gặp mặt. Bạn đã từng gặp thiên tài toán học đỉnh như thế này chưa? Yun Su đưa cho học sinh một câu hỏi hóc búa. Sung Yu lại có thể chỉ ra lỗi sai của câu hỏi. Mệnh đề sai, chán là giấy không đủ nên không thể chỉ rõ. Yun Su là một giáo viên toán ưu tú, đã bồi dưỡng ra rất nhiều quán quân của các cuộc thi Olympic. Cho nên muốn học lớp của cô thì bắt buộc phải vượt qua bài thi thử toán mà cô đưa ra. Chữa xong bài thi, Yun Su nói với học sinh, không ai có đáp án đúng. Không chỉ là lớp toán cao cấp, mà ở tuổi này chưa từng có ai giải được. Yun Su sau khi hết tiết trông thấy đáp án của Sung Yu trên tường. Đây mới chính là đáp án chính xác. Yun Su hỏi một lượt vẫn không tìm ra người viết đáp án. Một giáo viên dạy toán khác đã chứng kiến chuyện này. Cậu ta lập tức đem chuyện này nói với giáo viên chủ nhiệm. Tại sao cậu ta lại muốn đối đầu với Yun Su? Bởi vì